cả các độc giả của Southstar.vn. Mình là Sơn Tùng MCP. Có một cái điểm đặc biệt đầu tiên mà Tùng mới bất ngờ, đó chính là sân khấu vô cùng đẹp, vô cùng hoành tráng. Tùng cảm thấy rất là hồi hộp, tại vì đây là lần đầu tiên mà thì cũng rất là hồi hộp. Mà Tùng hy vọng rằng thì thực sự là nếu mà nhắc bằng cái từ giám khảo thì Tùng cũng hơi bị nặng nề quá. Tùng chỉ coi Tùng đến đây như là một người khán giả thôi, như là một người khán giả và được may mắn là được ngồi trên cái bàn đó thôi để nói được những cái tâm tư suy nghĩ của một người khán giả bình thường. Khác với hai live show trước là xem qua TV, còn lần này thì mình xem trực tiếp, thì mình hy vọng rằng mình sẽ được tận hưởng những cái cảm giác điên khùng nhất và vô vàn cảm xúc nhất. Các đội năm nay thì đội nào Tùng thấy cũng rất là ấn tượng luôn. Và hôm nay thì được nhìn thấy mọi người tận mắt thì mình vô cùng bất ngờ và mình vô cùng thích thú. Thì đội nào cũng có cho mình những cái màu riêng, cũng cho mình những cái đặc sắc riêng. Và mình hy vọng rằng tất cả các đội sẽ làm sao mà chơi cống hiến hết mình để khán giả có những cái màn biểu diễn làm sao mà khiến khán giả thích thú nhất. Thế là đủ rồi. Thực sự thì Tùng nghĩ đó cũng là chuyện bình thường thôi. Tại vì Tùng còn rất là nhỏ tuổi. Mà tự dưng là lại là nó dùng bằng cái từ giám khảo thì nó, như là Tùng vừa nói, nó rất là nặng nề. Thế cho nên là Tùng chỉ nghĩ rằng Tùng như là một người bình thường, một người khán giả được may mắn ngồi trên cái chiếc ghế đó thôi. Còn dùng từ giám khảo thì Tùng cũng không hề thích. Và Tùng hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu cho Tùng. Và các bạn nhé, tối nay 9 giờ hãy bật TV và xem chương trình The Remix. Và Tùng sẽ có một tiết mục khách mời ngay vào đầu tiên. Và ngay sau Tùng sẽ làm hàng loạt những tiết mục hay và hấp dẫn hơn nữa. Nhớ đón xem nha mọi người.